trời, gia đình con là môi là mẹ, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới, gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Gia đình công uyên, Chúa hằng hiện diện. Chiều hôm sớm tôi cùng nhau cất cao lời kinh. Gia đình yêu thương, thủy chung hiệp nhất, bảo vệ sự sống, tình yêu Chúa mãi thầm nhờ. Giữa lòng thế giới, gia đình con là môi là mềm, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới, gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Chúa hằng gọi mời, giáo truyền lời người, bằng cuộc sống mới vì tha xót thương cảm thông. Chúa hằng ban ơn để ta nên thánh, gia đình hạnh phúc làm mẹ muối ướp cho đời. Quà tặng tin mừng thứ hai tuần thứ 9 thường niên năm chẵn. Tá điền khu vườn tình yêu. Bài viết của Linh Mục Minh Anh, Tổng Giáo phận Huế. Đến mùa, ông cử một gia nhân đến với các nông dân để thu nhận phần hoa lợi vườn nho. Thế nhưng họ túm lấy gia nhân, đánh đập anh ta và đuổi anh ta về tay không. Trích tin mừng Marco chương 12 câu 2 và 3. Chúa Kitô đã gọi chúng ta bằng tình yêu, Ngài bảo vệ chúng ta. Tuy nhiên, sau đó Ngài ban cho bạn và tôi tự do, giao cho mỗi người là các tá điền tất cả tình yêu này. Như thể Ngài muốn nói rằng, hãy bảo vệ và giữ gìn tình yêu của ta như ta đã bảo vệ con. Đó là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và mỗi tá điền khu vườn tình yêu của Ngài. Francisco. Kính thưa anh chị em, tin mừng hôm nay mời chúng ta rảo bước dạo chơi trong vườn nho của Chúa. Có người kia trồng được một vườn nho, ông cho tá điền canh tác. Tất cả chúng ta đều là những tá điền khu vườn tình yêu của Ngài. Bạn và tôi là những người bảo vệ tình yêu. Vườn nho là linh hồn mỗi người. Giáo hội và thế giới chờ đợi hoa trái từ chúng ta. Trước hết là sự thánh thiện cá nhân của bạn và tôi. Sau đó là việc trở nên những tông đồ liên tục cho bạn bè, những người sẽ được gương sáng và lời nói tốt lành của chúng ta khuyến khích để đến gần Chúa Kitô, và thế giới sẽ trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống nếu chúng ta biết thánh hóa công việc chuyên môn, các mối quan hệ xã hội và bổn phận của mình đối với công ích. Phêrô nói: Chúa Kitô đã lấy thần lực của Ngài mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Bài đọc 1. Vậy bạn thuộc hạng tá điền nào? Những tá điền chăm chỉ hay là những tá điền cảm thấy khó chịu khi chủ sai gia nhân đến thu hoa lợi? Chúng ta có thể chống đối những người chịu trách nhiệm giúp chúng ta mang lại hoa trái mà Chúa mong đợi. Chúng ta có thể phản đối những lời dạy của giáo hội, của Đức Thánh Cha, của các giám mục, hoặc có lẽ gần gũi hơn của cha mẹ, những người dẫn dắt chúng ta, hoặc một người bạn tốt.
Chúng ta thậm chí có thể trở nên hung hăng và cố làm tổn thương họ, hoặc thậm chí giết chết họ bằng những lời chỉ trích và phê phán tiêu cực. Hãy xét xem bản thân về động cơ thực sự của những thái độ như vậy. Có lẽ chúng ta cần hiểu biết sâu sắc hơn về đức tin của mình. Có lẽ cần hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân, xét mình kỹ hơn để khám phá lý do tại sao chúng ta không muốn sinh hoa kết trái. Dù ở trong đấng bậc nào, tất cả chúng ta đều có thể là những mục tử tốt lành và những tay lưới người như lưới cá. Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta sinh hoa kết trái lâu dài. Chỉ bằng cách này, trái đất mới được biến đổi từ thung lũng nước mắt thành khu vườn tình yêu của Chúa. Benedicto 16. Bạn và tôi có thể mang tâm hồn mình, tâm hồn bạn bè hoặc cả thế giới đến gần Chúa Kitô hơn nếu chúng ta chăm chỉ đọc, suy niệm lời Chúa và giáo huấn của Đức Thánh Cha, hầu áp dụng chúng vào cuộc sống. Anh chị em, đến mùa, ông cử một gia nhân đến với các tá điền để thu nhận phần hoa lợi vườn nho. Không có đấng tạo hóa thì tạo vật sẽ biến mất. Đó là lý do tại sao mỗi Kitô hữu ý thức rằng tình yêu của Chúa Kitô thôi thúc họ, những tá điền khu vườn tình yêu, mang ánh sáng của Chúa đến cho những ai không biết Ngài, chưa biết Ngài, hoặc khước từ Ngài. Chúng ta có thể cầu nguyện: Lạy Chúa, cho con ý thức rằng thế giới thung lũng nước mắt có biến thành khu vườn tình yêu hay không, một phần cũng do những nỗ lực mỗi ngày của con. Amen. Lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm ngắn gọn tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày. Xin liên lạc qua email minhanhhue06@gmail.com. Xin cảm ơn Linh Mục Minh Anh, Tổng Giáo Phận Huế. Hẹn gặp lại. Thế giới gia đình con là môi là men, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Ngước nhìn về trời ngắm lẽ tuyệt vời, thành cao mẹ cha những mong dõi theo, ngước nhìn Giêsu đoàn con chung bước, kính trọng mẹ cha nguyện thao hiếu hết mọi ngày. Giữa lòng thế giới gia đình con là ngôi là men, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Giữa lòng thế giới gia đình con là ngôi là men, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn.